Cái nào là nhà hàng, cái này là nhà hàng á. Ồ. Lấy hàng lấy cái bò á thì cần thì ướp đào. Nhưng mà ướp chắc phải tại bò. Lại đi xào cái tàu dục họ họ phẩm. Có người ăn trứng thì mình để hoạt tản còn không ai. Cái mấy cái này là cái này làm bánh được đó. Khi nào ăn trứng, khi nào ăn chay có ăn được. Được chứ hả? Tại trước em ăn chay nhiều lắm, không muốn ăn trứng. Dạ. Ngầu dục với giá với quạt hẳn. Mã một cái order như mình hay cần đó. Mấy cái chuyện này bóc xuống. Ở đây là mà hả? Ngầu dục họ, đi xứng lại. Nhưng mà họ vẫn người ta có giá. Cô, cái này phải Singapore như đúng không? Dạ. Cái đó làm sao vậy? Cái này làm sao vậy? Dạ. Dạ, đang ngồi ăn. Không có hỏi hả? Dạ, đang ngồi ăn. Thở đi, bên nấu nè. Không phải biết không, tại vì ở nhà cái lò mình rửa nó không mạnh. Xào mấy cái này phải cái lửa nó mạnh mà dắt cái chảo nữa. Thành ra ở nhà mình làm được nhưng mà không ngon. Không ngon bằng những cái nhà hàng tại vì nó đủ lửa. Dạ. Nó mới thơm. Tại trước em ở đây làm ai cũng vậy. Hồi trước á là làm bán thôi, bây giờ là thầy mở nhà hàng mình nó ủng hộ. À. Của chùa. Nhà hàng của thầy này. Dạ. Của chùa. Thank you.